nói về nghiệp sân khấu thì trong cuộc đời của tôi đó, tôi rất là hạnh phúc trong lúc tôi già rồi, là tôi sung sướng nhất là trong khi tôi có được hai cái vai để đời, đó là cái vai Kiều Thị Trinh trong Nhị Kiều Tướng Quân và cái vai Bùi Thị Xuân trong Nữ Tướng Cờ Đào, mà tôi rất thích, mà tôi thích cái vai trong Bùi Thị Xuân nhiều hơn. Cái Bùi Thị Xuân đó là của anh Hùng Tấn, tội nghiệp nó có dòng hồn ảnh lần nào mỗi khi mà hồi đó mà đi tiệc hay đi gì đó kia, cái ảnh ưa giới thiệu tôi, nữ tướng của tôi nè, nữ tướng của tôi nè, bao nhiêu đó thôi cũng làm cho tôi hăng say trong cái giai tuồng của tôi. Nhưng mà tôi xin nhắc nhở các em các cháu như thế này, mình đóng cải lương, ví dụ mình gặp một cái vai mà lẳng hay là độc thì mình diễn bằng cách nào? Bằng cặp mắt của mình, bằng lời nói của mình, cho nó cứng rắn, nó gai gắt vô trong đó. Chứ mình đừng có mà cái nói ra cái rồi méo miệng, tụi con tính ở nhất miệng méo miệng lên làm cho nó độc, hay là con mắt rồi kia làm trợn giật trợn trừng lên, nhất là cái miệng của tụi con méo lên rồi giật miệng đụng một bên lên rồi kia nọ cho nó độc, không nên làm vậy. Cô thấy có nhiều đứa nghe hát gì sân khấu quen rồi cái ra ngoài đời đó, khi mà hết hát rồi tụi con ra ngoài đời tụi con nói chuyện cái thành cái miệng nó méo luôn, thì nó rất là uổng. Trong khi tụi con đi hát không ai nhắc nhở hết trơn, thì hôm nay cô ngồi cô nhớ như vậy đó, cô nhắc nhở tụi con kỹ lưỡng mấy cái đó, mình dùng lời nói cho nó cay độc, nói cho nó gắt gỏng vô trong cái lời nói của mình, chứ không phải là mình méo miệng, mình giật miệng đồ lên rồi ta mới thấy mình độc, không phải vậy. Nhớ nha, cô dặn mấy cái đó, hôm nay cô còn nhớ cô dặn tụi con, mời kêu mốt nọ cô già thêm nữa cô đâu có nhớ đâu, mà khi người ta đâu có dám động mấy cái đó của con, ta sợ tụi con giận, tụi con buồn, người ta không dám nói, phải không? Thành ra cô coi tụi con là cháu ruột của cô, ra cô mới nói nha, nhớ mấy cái đó nha. Cô nhắc tụi con ở trong mấy đứa mà hát ở trong cái Nhụy Kiều Tướng Quân đó, ví dụ tụi con vô giọng cổ: Lê Minh ơi, ngài đưa tiễn năm xưa, ta có hẹn lúc khải hoàng ca, sẽ gặp lại nhau uống chung rượu đào, để thưởng công người dũng tướng. Sao người vội bỏ ra đi, khi lửa đao binh vừa tắt liệm giữa xa trường. Chứ còn không phải mà gì uống ly rượu gì đó, tụi con thêm vô một hai chữ cái nghe nó khó nghe rồi, đừng thêm vô tụi con ca y nguyên vậy. Thêm cái nữa là vô cái hồi mà trá hàng sang trại giặc, đây là con tính chuyện mà con nói nhỏ với cái anh Lê Minh này, con trá hàng sang trại giặc, chứ con đừng có trá hàng sang trại giặc. Con la lớn như vậy rồi địch nó nghe rồi, hay là người nào đâu có biết được, mình đâu có tin tưởng ai ngoài anh Lê Minh với mình, thành ra không, cái câu đó không la lớn được, cho nên hát phải có ý mấy cái đó. Cái câu đó là cô Hiền nhắc tụi con nha. Với lại còn ở trong cái giọng cổ cũng vậy: sao người vội bỏ ra đi, khi lửa đao binh vừa tắt liệm giữa xa trường. Đất trời của quân an đang trĩu nặng cơn buồn. Nhớ ca gì đó vô cái hòa thứ nhất: đất trời của quân an đang trĩu nặng cơn buồn, chiến công thầm lặng của người anh quý mến, sao ta nghe có nụ cười hòa nước mắt giữa hồn ta. Đó, học cho kỹ mấy cái đó hát mới hay tụi con à. Nha, cô nhắc con nhiêu đó thôi nha, nhớ nha không. Tụi con thì còn hơi mạnh, hát những cái vai đó rất là đúng, rất là hay tụi con à. Cô rất muốn tụi con hát hai cái vai đó của cô, nhưng mà tụi con hát tụi con ca, đừng có thêm, đừng có bớt chữ gì hết á. Nhớ những lời của cô nói, ca hát như thế đó đó cho nó hay nha, đừng có bỏ cái vai nó uổng. Mà cái vai đó, cái hai trong hai cái tuồng đó tụi con đi trích đoạn trên sân khấu tụi con ca hát đó, nó cũng gọn cho tụi con nữa. Nó chỉ có hai người hoặc một người, nó không có rùm ràng ba bốn người. Ráng học hai cái tuồng đó, cái tuồng Nhị Kiều Tướng Quân với cái tuồng Nữ Tướng Cờ Đào,
ngay cái chỗ mà ca, thay vì tụi con không có ca cái chỗ mà chém bầu rượu thì tụi con ca cái đầu, con ca ngay cái chỗ mà cái đầu mà mới vô đó, chỗ Bùi Thị Xuân mới vô đó. Quân Dương hỏi Quân Dương ơi, thôi hết rồi, kể từ nay còn ai đưa đường dẫn lối đó, chỗ đó đó tụi con vô giọng cổ cũng hay nữa, hai người thôi, một Trần Quang Diệu với lại một Bùi Thị Xuân thôi cũng hay nữa. Còn hễ mà tụi con hát ngay cái chỗ cái màn chém bầu rượu là nhất khoát là tụi con phải chém bầu rượu thì mới có cớ để cho tụi con vô giọng cổ nó mới hay. Còn tụi con bỏ cái chém bầu rượu là vô giọng cổ nó không có phê con à. Nhớ nha, chúc tụi con khỏe mạnh thành công.